Anh đừng có nói lung tung để làm em mất mặt nha. Em còn chưa nói anh á là anh để cái ly cà phê nóng thành cà phê lạnh cho em uống. Thì làm sao em uống đây? Đúng rồi, lòng anh nguội rồi, anh không muốn làm bảo mẫu của em nữa. Thanh xuân mà năm tháng mà anh theo đuổi em á, coi như bỏ hết đi. Ý anh nói là sao vậy hả? Anh đã dành cả nguyên tuổi thanh xuân của anh để theo đuổi em, mà bây giờ chỉ có một chuyện cỏn con như vậy mà anh đã bỏ cuộc rồi hả? Hay là anh có nhỏ khác rồi? Em còn nhớ năm ấy khi mà anh công khai theo đuổi em á, em đã nói với anh cái gì không? Cái gì mà càng nắm chặt á thì càng dễ đánh mất. Bây giờ anh đang ngồi với đạo lý ấy rồi. Cũng giống như ly cà phê này, anh đợi đủ lâu rồi, nó đủ nguội rồi. Bây giờ em có muốn uống á thì cũng không uống được nữa rồi. Thì anh phải tìm cách chứ. Nếu như nó nguội rồi thì anh thăm đi. Nhưng mà lòng anh đã nguội rồi thì làm sao mà không nóng được. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, chứ không phải là sự cô đơn vun đắp từ một phía. Khi em cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc á, em đã cảm thấy mất mát. Cái tình yêu mà anh dành cho em á, trước giờ anh chưa từng cho ai cả, nhưng mà anh cũng có tôn nghiêm chứ. Bây giờ anh không thể cố gắng thêm một lần nào nữa. Sau này em có thể tìm được một người đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, nhưng mà để tìm được người yêu em nhiều như anh á thì không có người thứ hai đâu.